Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với channel của mình. Như mọi người có thể nghe thấy thì ở đây có rất là nhiều tiếng ồn. Thì hiện tại mình đang ở một cái motorcycle show của Edmonton. Và hôm nay, như trước mặt mọi người đây, thì đây là một chiếc xe Z1000 phiên bản R Edition. Thì trong những năm trước á, thì cái màu xanh của chiếc Z1000 này nó rất là khác. Năm nay thì nó quyết định là nó là màu xanh mờ và màu đen mờ, sorry mọi người, màu đen mờ và một màu xanh truyền thống của Kawasaki Z1000. Thì cái thiết kế của nó là mọi thứ đều giống nhau, chỉ có màu xanh và cái màu đen này là khác nhau thôi. Như màu này trên này mọi người có thể thấy là màu sắc của chiếc xe. Mọi thứ thì kể cả cụm đồng hồ rồi tay thắng, tay phanh đều, mọi thứ đều giống nhau. Và ở phiên bản này thì nó có phuộc O-Lin nè, rồi nó có thắng Brembo. Và ngoài ra thì nó không còn cái gì mà mình chia sẻ nữa. Nhưng mà cái chiếc xe này không phải là cái mà mình muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người chiếc xe ZH2, một trong những chiếc xe mà đã ra mắt từ cách đây vài tháng. Và bây giờ ở trong cái motorcycle show này, mình có cơ hội mình được tận mắt nhìn thấy chiếc xe này ở ngoài đời. Thì phía bên tay trái mọi người, đây chính là chiếc xe ZH2. Chiếc ZH2 này á, cái phiên bản của nó người ta đặt thêm tên là ZH2 SE. Cái này là đời 2020. Engine của nó là, cái động cơ của nó là 4 máy và có dung tích là 998cc. Theo như những người mà đã làm việc cho Kawasaki và người ta chia sẻ với mình á, từ khi mà chiếc xe này ra mắt thì mọi người ở trong công ty đều rất là yêu thích chiếc xe này. Và so sánh với lại chiếc Z2 hoặc là Z2R thì chiếc xe này chỉ có giá tầm 20.000 đô, còn những chiếc xe kia có giá tới 36-37.000 đô. Nó chỉ có một nửa thôi, nhưng mà nó chia sẻ cái động cơ Supercharged giống như những cái chiếc xe mà như mọi người có thể thấy phía bên kia, người ta cũng có trưng bày những cái chiếc xe đó. Những cái chiếc xe đó thì mọi người đã coi rất là nhiều review rồi, cho nên mình tập trung vào chiếc xe này hơn. Thì chiếc xe này là mới và cái tên của nó có con số là 2020. Cái bô thì nó vì môi trường cho nên là nó thiết kế khá là to. Ngoài ra thì cái đít của nó là giống như những chiếc mà Z400. Như mọi người thấy thì cái đuôi xe của chiếc xe này có thiết kế giống như những chiếc Z400. Và ở sau nó cũng có hai cái đèn xi nhan như thế này. Phía trên này thì nó cũng có một cái logo 3D, có chữ Z và chữ H2. Nó có tên H2 là bởi vì nó chia sẻ cái động cơ từ chiếc xe H2, chiếc xe Sportbike phía bên kia. Mình sẽ nói qua về cái khung sườn này. Cái khung sườn này thì nó cũng lấy từ chiếc xe kia luôn, cho nên là nó sơn màu này. Nhưng mà cái phần dàn áo thì nó đã cắt ra nhiều hơn rất là nhiều. Nó chừa ra phần máy và một số những cái khung sườn như thế này. Rồi, chiếc xe này thì nó không có trang bị nhiều giống như là chiếc xe kia, nhưng mà đối với mình thì nó là một điểm khác biệt dành cho năm 2020, khi mà Z1000 đã quá nổi tiếng với lại cái mẫu xe cũ phía bên kia. Năm nay thì cái này giống như là một cái sản phẩm mới cách điệu, nó có cái động cơ Supercharged nữa. Thì chiếc xe này khi mà chạy thì bởi vì nó không có chắn gió cho nên nó có thể chậm hơn chiếc xe kia, nhưng mà chiếc xe này mình đánh giá rất là cao và mình nghĩ là nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà là đối thủ cạnh tranh với lại chiếc Ducati mà người ta nói là giống chiếc Z1000 á, Ducati Street Fighter. Cameraman có thể quay sơ qua một vòng về cái đầu xe. Cái đầu xe này thì nó có logo đặc trưng của H2 giống như này. Và cái đầu đèn này thì theo mình cảm nhận á, cái chiếc Z900 á, nó thay đổi một chút xíu thôi. Và camera có thể lấy một cái góc rộng hơn để mình chia sẻ cho mọi người. Thì cái phần này á, cái phần từ này lên này á, là nó tụm lại giống như này. Nó giống như là một cái con hổ mà chồm lên giống như này. Thì nó là một cái thiết kế khá là khác so với chiếc thiết kế phía bên này. So với thiết kế bên này thì nó là chúi xuống và cái phần này nó gọn, nó thon. Nhưng mà chiếc xe này thì cái phần ngay chỗ cái xi nhan á, như mọi người thấy phía bên này nè, là nó rất là to và nó có rất là nhiều chi tiết cầu kỳ. Với lại bộ tem này nữa thì nhìn chiếc xe rất là hầm hố. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lên chiếc xe
để mình ngồi cho mọi người xem thử như nào ha. Chiều cao của mình là 1m77 và chiếc xe này thì mình có thể chống chân, mình có thể chống chân gần chạm đất như thế này hai bên. Mình nghĩ là đúng rồi, chiếc xe này là đúng chiều cao của nó thì 1m77 thì có thể chống chân vô tư. Với cái quần này mình mặc nó hơi chật, chứ còn mấy cái quần thoải mái hơn thì mọi người có thể không có gì để bàn cãi. Hồi sáng thì camera có thể lại gần. Hồi sáng thì mình có thấy cái chìa khóa xe để trong này, nhưng mà hôm nay thì mình không thấy nữa. Thì cái này là cái nắp bình xăng, nắp bình xăng của chiếc ZH2. Cái màn hình này nó cũng lạ hơn, nó nhỏ hơn như thế này so với cái màn hình của Z1000 thì nó chỉ bằng cỡ một nửa này thôi. Chiếc màn hình này thì nó to hơn xíu. Rồi cái này là cụm điều khiển, rồi cái này là cụm điều khiển phía bên này, có hai cái bình dầu. Và cái kính này thì nó cũng tựa như là kính của Z1000. Nó chiếc xe này thì nó không có cái sự gọi là đột phá trong cái thiết kế, vì nó lấy cảm hứng từ những chiếc xe khác, ví dụ như là Z900 một xíu, Z1000 một xíu, rồi chiếc H2, chiếc xe sport bike H2. Cho nên là khi mà người ta kết hợp tất cả những cái đó thì làm cho chiếc xe này nó đặc biệt. Là bởi vì khi mình nhìn vào chiếc xe này, mình có thể thấy cái hình ảnh của chiếc naked bike và cũng như là chiếc sport bike. Mọi thứ nó gộp trong này. Đối với mình thì mình nghĩ chiếc xe này là Kawasaki đã làm một cái vai trò hoàn thành xuất sắc cái sản phẩm này. Và hy vọng là nó sẽ phổ biến hơn trong thời gian tới. Và mình nghĩ là trong thời gian tới nó sẽ là một chiếc xe có thể thay thế được chiếc Z1000, nếu như mà Kawasaki chịu khó giảm cái chi phí cũng như là giá trị của chiếc xe này xuống. Mặc dù là cái sản phẩm này là Supercharged, cho nên mình không thể nào so sánh với lại chiếc Z1000 thông dụng. Nhưng mà hy vọng trong tương lai thì khi mà Kawasaki có thể thương mại hóa cái Supercharged thì giá của chiếc xe nó rẻ hơn và nó phổ biến hơn tới mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.